Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 9 giờ 30 phút của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, thị xã Sapa vừa thành lập 3 đoàn công tác với sự tham gia của Thường trực Ủy ban nhân dân thị xã và các phòng ban chuyên môn cùng các chuyên gia về địa chất của Trường Đại học Thủy lợi đi kiểm tra khảo sát, đánh giá tổng thể các điểm sụt sạt, các vết nứt lớn trên địa bàn, tìm giải pháp khắc phục xử lý. Các đoàn đã đi khảo sát thực tế tại các điểm bị nứt gãy, sụt sạt lớn. Trong đó có 16 điểm khu vực bị nứt gãy lưng chừng núi, có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét đã được phát hiện. Trên cơ sở đánh giá tổng thể hiện trạng cùng sự trợ giúp tư vấn về mặt chuyên môn, thị xã sẽ có những giải pháp, phương án xử lý, cũng như tìm những khu tái định cư đảm bảo về mặt địa chất, thuận lợi trong sinh hoạt sản xuất để người dân vùng có nguy cơ cao về sạt lở trên địa bàn toàn thị xã sớm ổn định cuộc sống. Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 đã xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng tại các xã Mường Hoa, Thanh Bình và Ngũ Chỉ Sơn. Toàn thị xã có trên 288 tuyến, 1.007 điểm sạt lở. Tổng giá trị thiệt hại về kinh tế trên 800 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, ngày hôm nay 23 tháng 9, cơ bản các trường học của Lào Cai đã tổ chức dạy học trở lại. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo thì ngày hôm nay toàn tỉnh chỉ còn 3 trường chưa tổ chức cho học sinh đi học trở lại là trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Bát Sát tại xã Mường Hung, huyện Bát Sát, trường Trung học cơ sở xã Phìn Ngan, huyện Bát Sát và trường Trung học cơ sở Nậm Lúc, huyện Bắc Hà. Đây là những trường đã phải chịu những ảnh hưởng nặng nề do thiên tai gây ra. Và hiện tại thì các trường đang tiếp tục khắc phục về cơ sở vật chất để có thể tổ chức cho học sinh đi học trở lại vào ngày 25 tháng 9 tới. Riêng với trường Trung học cơ sở xã Phìn Ngan, huyện Bát Sát thì do địa điểm nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đá lăn rất là cao nên trước mắt thì nhà trường đã gửi toàn bộ học sinh lớp 9 ra học tập tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên của huyện để đảm bảo tiến độ học tập cho học sinh cuối cấp, đồng thời tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương để rà soát tìm kiếm những địa điểm học tập mới đảm bảo an toàn cho các khối lớp còn lại. Ngành giáo dục và đào tạo thì cũng thông tin là hiện một số điểm trường tại các vùng nguy hiểm đã được di chuyển tới học tạm tại các nhà văn hóa, học nhờ tại các trường học khác hoặc cả ở nhà dân. Ngành giáo dục cũng đã bố trí để các em học sinh đang theo gia đình ở các khu tạm cư được học tập an toàn, thuận lợi ở nơi ở mới. Đồng thời yêu cầu các nhà trường là tiếp tục phải rà soát lại cơ sở vật chất, tiếp tục rà soát lại nguy cơ, tổ chức học tập nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em học sinh. Ngày 22 tháng 9, câu lạc bộ chia sẻ yêu thương xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã đến thăm trao quà cho bà con bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Mú Sung, huyện Bát Sát. Tại chương trình, câu lạc bộ chia sẻ yêu thương đã quyên góp ủng hộ 33 triệu đồng tiền mặt và 2 tấn gạo cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Mú Sung. Trực tiếp trao tận tay cho các hộ dân những phần quà đầy ý nghĩa, các thành viên câu lạc bộ đã gửi gắm sự cảm thông, chia sẻ với những khó khăn mà các hộ dân nơi đây đang phải gánh chịu, đồng thời mong muốn bà con cố gắng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, sau mưa lũ, trên 6.700 căn nhà ở Lào Cai bị ảnh hưởng, trong đó có trên 1.100 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, hàng chục nghìn nhân khẩu phải di dời. Sớm ổn định chỗ ở cho người dân trong vùng thiên tai đang là ưu tiên hàng đầu của tỉnh lúc này. Trước khi chờ các khu tái định cư được xây dựng, nhiều khu tạm cư đã được dựng lên đảm bảo an toàn cho người dân. Chồng chị Hoàng Thị Cảnh là một trong những nạn nhân hiện vẫn còn mất tích sau vụ sạt lở đất, lũ quét ở thôn Làng Nủ. Giờ còn lại chị và hai con nhỏ. Dù đối mặt với muôn vàn khó khăn, nhưng chị Cảnh cũng thấy yên tâm phần nào khi nhận được sự quan tâm, sẻ chia và có chỗ ở trong khu tạm cư này. Đưa con đến trường học, con nó bảo mẹ ơi, mình chưa có nhà ở như vậy thì liệu con đi học có được không? Có một ngôi nhà để mình ở rồi, đến lúc đấy mình yên tâm để mình sản xuất, để ổn định lại cuộc sống. Chúng tôi đã chủ động về bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải phóng toàn bộ cây cối hoa màu, bàn giao lại mặt bằng để cho binh đoàn 12 chính thức khởi công. Và đã phối hợp với các đơn vị tư vấn, nhà thầu xây dựng cũng đã chuẩn bị đầy đủ các cái nguyên vật liệu để phục vụ cho cái việc thi công rất là nhanh chóng nhưng mà đảm bảo chất lượng. Khu dân cư thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu và khu dân cư thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà cũng đã được khởi công. Hai khu vực dân cư này sẽ bố trí cho khoảng 100 hộ chuyển đến sinh sống, đảm bảo an toàn. Rất là ổn định này, cái này kiểu cái đỉnh này nắp cao thì không có ở chỗ nào sạt xuống nữa. Ở đây thì gần đường thì cũng tiện đi lại rồi, là sông thì cũng tiện đi lại vì được cái đường nó ngay đây mà.
Chỉ trong 2 ngày 21-22 tháng 9 đã có 3 khu dân cư mới cho bà con vùng thiên tai được khởi công xây dựng. Khi hoàn thành sẽ bố trí chỗ ở ổn định cho hàng trăm hộ dân. Tuy nhiên, qua thống kê, toàn tỉnh có trên 6.700 căn nhà bị ảnh hưởng thiệt hại do thiên tai, trong đó trên 1.100 nhà bị sập đổ hoàn toàn. Để sắp xếp được chỗ ở an toàn cho các hộ dân này, cần một nguồn lực rất lớn cũng như quyết tâm chính trị cao của tỉnh. Lào Cai còn khoảng ngàn căn nhà nữa, cũng thuộc diện là ảnh hưởng nghiêm trọng và không ở được. Để khôi phục lại đời sống cho người dân thì cần cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Hiện nay về quan điểm chủ trương thì đã rõ, các đơn vị đồng hành phối hợp thì cũng đã rõ ràng, cách thức triển khai thời gian thì cũng đã rõ ràng. Hiện nay quan trọng nhất đó là khâu tổ chức thực hiện, các lực lượng phải thống nhất và có cái sự phối hợp chặt chẽ với nhau hàng ngày, hàng tuần thì mới đảm bảo được yêu cầu về chất lượng, về tiến độ, về mức độ an toàn cho các khu tái định cư. Với sự chung tay của cả cộng đồng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Lào Cai đang nỗ lực tái thiết các bản làng sau thiên tai. Chỉ cuối năm nay, những khu tái định cư an toàn hơn, đẹp hơn với hạ tầng đồng bộ sẽ hiện hữu để những đau thương, mất mát do thiên tai sẽ dần nguôi ngoai. Cùng với các lực lượng chức năng, việc tham gia tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường các vụ sạt lở đất phức tạp trên địa bàn tỉnh còn có sự tham gia của những chiến sĩ đặc biệt là đội quân khuyển. Bằng sự tinh nhuệ cùng kỹ năng đặc biệt được huấn luyện trong môi trường đặc thù, đội chó nghiệp vụ đang hỗ trợ tích cực cho lực lượng chức năng trong đẩy nhanh quá trình tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ghi nhận tại hiện trường trận lũ quét thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà. Đây là lần đầu tiên Zinka tham gia vào công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Nhưng sau 3 ngày tìm kiếm, Zinka đã đánh hơi chính xác vị trí của một nạn nhân nằm sâu dưới lớp bùn lầy và ra hiệu cho huấn luyện viên của mình. Tìm được thi thể là chú chó này ngửi, hít sâu vào, xong nó cào bơi. Xong lúc đấy là chưa chắc chắn được, và cho nó nghỉ tầm 15 phút. 15 phút sau là cho nó ngửi vào, là nó vẫn còn bị huyền thật sâu. Lúc đấy chúng tôi mới cắm cờ. Tại hiện trường sạt lở ở thôn Nậm Tông đang có 5 chú chó nghiệp vụ tham gia cùng các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Hàng ngày đội quân khuyển sẽ hoạt động từ 5 đến khoảng 10 giờ sáng và từ 15 đến 18 giờ chiều. Bởi đây là khung giờ có điều kiện thời tiết thuận lợi giúp những chú chó nghiệp vụ phát huy hết khả năng tìm kiếm. Đi làm thì là phải vệ sinh khu vực mũi, tại vì chó tìm kiếm cứu nạn, cái bộ phận chủ yếu mà để sử dụng là bộ phận mũi để tìm kiếm các cái nguồn hơi của các nạn nhân bị thiệt mạng. Đấy, nên là cái bộ phận mũi là được bảo vệ ưu tiên. Chúng mình là khi nó bất kỳ khi nào mà làm xong ấy thì là đều phải vệ sinh lau sạch mũi. Do khối lượng đất đá lớn, nhiều nơi độ dày hàng mét nên việc tìm kiếm của các lực lượng cũng như đánh hơi tìm kiếm nạn nhân của các chú chó nghiệp vụ gặp nhiều khó khăn. Nhưng lực lượng tìm kiếm vẫn đang nỗ lực chạy đua với thời gian, quyết tâm tìm thấy các nạn nhân còn mất tích tại đây. Trong thời gian tới thì hy vọng là thời tiết sẽ ủng hộ. Tuy nhiên thì đến giai đoạn này thì các cái khu vực mà có dấu hiệu để tìm kiếm dễ hơn thì đã qua rồi. Bây giờ thì ở độ sâu rất là sâu và cái lưu lượng đất đá rất lớn và đất khô dần. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng để triển khai đẩy nhanh quá trình tìm kiếm, mong hiệu quả tốt nhất. Việc tìm kiếm của các lực lượng chức năng và những chiến sĩ đặc biệt tại hiện trường vụ sạt lở ở thôn Nậm Tông và Làng Nủ vẫn đang diễn ra khẩn trương với những quyết tâm cao nhất, mong sớm tìm được những người mất tích còn lại để gia đình họ vơi bớt nỗi đau. Trong năm 2025 và giai đoạn 2025-2027, tỉnh Lào Cai sẽ triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm khơi thông các điểm nghẽn, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đối tượng hỗ trợ là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đáp ứng các tiêu chí doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi thành doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các cơ quan đơn vị cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi sản xuất kinh doanh thông qua ứng dụng các nền tảng công nghệ số để chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh, hỗ trợ bán hàng trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, hỗ trợ tư vấn, đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực,
tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, đặc biệt trong các ngành lĩnh vực xuất khẩu chủ lực, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở hạ tầng để đón đầu các doanh nghiệp trong hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn và năng lượng mới. Thị xã Sapa đang tập trung cho việc chăm sóc cây xanh đô thị và cây hoa trang trí nhằm kiến tạo không gian du lịch thu hút du khách đến với thị xã, nhất là trong mùa đông này. Hiện nay, các đơn vị đang thực hiện việc chăm sóc gần 8.000 m2 thảm hoa trang trí, 12.700 m2 thảm cỏ bên lề đường. Diện tích duy trì bồn hoa của Sapa là 4.630 m2. Ngoài diện tích hoa, cỏ trang trí, Sapa có hơn 800 cây xanh đô thị, chủ yếu là cây sa mộc, cây tùng, có tán nhỏ, phù hợp với đặc thù đô thị Sapa. Để có không gian đẹp, thu hút khách, hàng năm thị xã Sapa đều trồng bổ sung cây xanh tại các khu vực công cộng, đường phố và công viên theo mùa. Nội dung xây dựng đô thị xanh, tạo không gian xanh là một trong những định hướng được Sapa đang nỗ lực thực hiện để nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân, tạo điểm nhấn thu hút du khách. Chuyển sang thông tin thời sự trong nước, tỉnh Bắc Ninh đang dẫn đầu cả nước về thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với tổng số vốn đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này cho thấy Bắc Ninh đang nắm được cơ hội từ sự phục hồi của dòng vốn FDI và trở thành nơi các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm. Từ chương trình Tổ Ba Nhất của Bắc Ninh, mô hình bác sĩ doanh nghiệp cùng nhiều mô hình chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cụ thể, nhất là trong bối cảnh doanh nghiệp gặp nhiều trở ngại từ thị trường, đã được thành lập hoạt động hiệu quả, giúp các doanh nghiệp có điều kiện phát triển tốt nhất. Bắc Ninh đặt ra mục tiêu thu hút vốn FDI cán mốc 7 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024. Nhiều giải pháp đang được thành phố Hải Phòng triển khai để cứu cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ do bão số 3, trong đó có truyền dinh dưỡng cho cây. Mỗi bịch dưỡng chất cho cây có dung tích trên 1 lít. Với những cây xà cừ lớn, đường kính trên 60cm thì cần đến 3 hoặc 4 bịch. Đây được coi là phương pháp giúp phục hồi nhanh những cây có khả năng sống sót yếu. Nhiều người dân Hải Phòng cũng hy vọng những cây xanh được truyền dưỡng chất có thể bảo tồn và sống được. Đối với những cây bật gốc, bộ rễ cây bị ảnh hưởng, khó tiếp nhận dưỡng chất từ đất, nên phương pháp truyền dịch được đưa ra để rút ngắn thời gian phục hồi cho cây. Tuy nhiên, phương pháp này không phải cứu sống được tất cả các cây, vì sự phục hồi còn tùy thời gian cây đổ, cây héo và bộ rễ của cây. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, 60 điểm tiêm chủng trên địa bàn sẽ hoạt động xuyên suốt từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ mỗi ngày, kể cả thứ bảy và chủ nhật, để phục vụ người dân thành phố. Chiến dịch tiêm chủng cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi trên địa bàn được triển khai từ ngày 31 tháng 8. Sau 3 ngày, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định công bố dịch sởi. Trong 10 ngày đầu, có gần 20.000 trẻ từ 1 đến 5 tuổi và hơn 5.200 trẻ từ 6 đến 10 tuổi được tiêm chủng. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 7% trẻ từ 1 đến 5 tuổi và phần lớn trẻ từ 6 đến 10 tuổi chưa được tiêm chủng. Tiếp theo chương trình là những thông tin thời sự quốc tế. Hội nghị thượng đỉnh tương lai đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi lãnh đạo các nước trên thế giới duy trì chủ nghĩa đa phương, đồng thời xem xét các cải cách sâu rộng nhằm giúp các định chế toàn cầu công bằng và hiệu quả hơn. Theo ông, thế giới đang trải qua những bất ổn và một giai đoạn chuyển giao, đòi hỏi các bước đi quyết định hướng đến việc cập nhật và cải cách hợp tác toàn cầu. Cùng ngày, Liên Hợp Quốc cũng đã thông qua Hiệp ước vì tương lai nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu như xung đột, biến đổi khí hậu và nhân quyền. Hiệp ước đề ra 56 hành động bao gồm cam kết về chủ nghĩa đa phương, duy trì hiến chương Liên Hợp Quốc và gìn giữ hòa bình. Nguồn tin quân sự Israel cho biết quân đội nước này đang chuẩn bị cho chiến dịch trên bộ nhằm vào Liban. Động thái được cho là để thiết lập vùng đệm ở khu vực biên giới giữa hai nước. Trước đó, hôm 18 tháng 9, Bộ Quốc phòng Israel tuyên bố giai đoạn mới trong nỗ lực chiến tranh của Israel tại khu vực nêu trên, với trọng tâm chuyển từ mặt trận phía Nam ở dải Gaza sang mặt trận phía Bắc ở Liban. Tuy nhiên, hiện trong giới lãnh đạo quân sự và chính trị Israel đang tồn tại hai xu hướng, với việc một số người ủng hộ hành động leo thang nhanh hơn để tận dụng tình hình hỗn loạn trong nội bộ phong trào Hezbollah ở Liban, trong khi các quan chức khác lại đề xuất cách tiếp cận thận trọng hơn để buộc lực lượng này phải xem xét lại lập trường và lùi bước.
Trước tình hình các chủ căn hộ ưu tiên cho khách du lịch thuê nhà ngắn hạn thay vì cho người dân địa phương thuê nhà ở dài hạn, chính phủ Hy Lạp đã có lệnh cấm cấp giấy phép mới cho các dịch vụ cho thuê ngắn hạn. Lệnh cấm này sẽ có tác động tới 3 quận ở trung tâm Athens trong ít nhất một năm. Theo đó, các căn hộ cho thuê ngắn hạn cũng sẽ phải chịu mức thuế cao hơn. Bộ trưởng Tài chính cho biết, thuế hàng ngày đối với các khoản cho thuê ngắn hạn sẽ được tăng. Ngoài Athens, Hy Lạp, Barcelona của Tây Ban Nha cũng đang phải đối mặt với tình trạng tương tự khi các cư dân địa phương không có khả năng thuê hay mua nhà do giá thuê đã tăng tới gần 70%, còn giá mua nhà đã tăng gần 40% chỉ trong vòng 10 năm qua. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự 9:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.